Việt Nam hôm nay tiếp tục với những tin tức về thời tiết cùng chị Hương Liên. Vâng ạ, chị Hương Liên ạ, suốt từ sáng đến chiều thì Hà Nội dường như là liên tục có mưa. Vậy thì không biết là cái diễn biến ở các nơi khác miền Bắc thì sao ạ? Vâng anh Hoàng, nhiều nơi khác ở miền Bắc cũng có mưa suốt cả ngày hôm nay. Thậm chí là vùng núi còn có những điểm mưa rất to. Tổng lượng mưa ở Cao Bằng và Yên Bái đã lên tới 159 đến 176 mm. Sơn La, Tuyên Quang thì cũng có mưa từ 72 đến 99 mm. Riêng Cao Bằng trong ngày hôm nay đã có 2 người thiệt mạng do sạt lở. Dự báo miền Bắc sẽ tiếp tục mưa nhiều trong đêm nay và ngày mai. Mưa to vẫn tập trung ở Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang sang phía Tây Bắc Bộ. Nền đất đá ở các khu vực này ngậm no nước như bùn nhão có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Ngoài ra mưa lớn cùng với hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang điều tiết nhiều cửa xả đáy nên tình trạng ngập lụt sẽ còn tiếp diễn ở các vùng trũng thấp. Nước lũ vô cùng nguy hiểm. Chỉ với 15 cm nước chảy nhanh đã có thể làm ngã một người lớn và khoảng 60 cm nước thì có thể di chuyển được cả một chiếc xe hơi. Do đó quý vị nên tránh đi bộ hay lái xe qua những vùng ngập nước. Không đánh cá vớt củi trên sông khi lũ lên, nước chảy xiết. Cắt hết nguồn điện ga khi lũ sắp có nguy cơ tràn vào nhà. Trái ngược với thời tiết ở Bắc Bộ, miền Trung dự báo ngày mai nhiều nơi từ Đồng Hới trở vào Phan Thiết nắng nhiều, trong đó Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Tuy Hòa có nắng nóng, nhiệt độ cao 35 đến 37 độ C. Tây Nguyên Nam Bộ thì cũng đang giảm mưa, ngày mai mưa diện hẹp về chiều tối, trong ngày có nắng, nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên là 29 đến 31 độ C, Nam Bộ thì nóng hơn, 33, 34 độ C và có nơi nắng nóng, 35 độ C. Cuối bản tin sẽ là dự báo thời tiết cho một số thành phố trong 2 ngày cuối tuần. Hà Nội đêm nay sáng mai có mưa bất chợt 26 độ C, trưa chiều giảm mưa cao nhất 31 độ C. Đà Nẵng đêm nay tạnh giáo trời mát 28 độ C, ngày mai nắng nóng nhiệt cao 35 độ C. Đà Lạt đêm nay không mưa trời rét 18 độ C, ngày mai có nắng 26 độ C, chiều tối mưa rào thoáng qua